cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con bắt đầu ngày mới bằng cách chiêm ngắm những gì diễn ra xung quanh. Con dâng lên Chúa lời tạ ơn vì món quà sự sống, cùng cầu xin sự tha thứ vì những gì đã ngăn cản con đón nhận quà tặng đó. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Tha thứ là một quyền, theo nghĩa là Thiên Chúa trong mầu nhiệm vừa qua của Đức Kitô đã ban quyền ấy cách trọn vẹn cho những ai sẵn sàng đón nhận với một trái tim khiêm tốn và ăn năn. Con có tha thứ cho chính mình và người khác không? Con có cần được tha thứ không? Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước kém dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con dừng lại giây lát để ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, sống các cam kết trong hội đoàn hoặc các phong trào tại nhà thờ đòi hỏi phải thường xuyên chú ý đến lời mời gọi của Chúa Giêsu theo thời gian, địa điểm và bối cảnh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người với tư cách là thành viên của các hội đoàn trong những phong trào tín hữu và các giáo đoàn quốc tế khi ở giữa cộng đồng khác, hãy sống và làm phong phú những đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban để phục vụ nhu cầu của thế giới. Xin cho việc thực hành phân định dẫn dắt các cộng đoàn tiến tới sinh nhiều hoa trái trong công cuộc rao giảng tin mừng, cũng như tận dụng tối đa đặc sủng của họ trong việc phục vụ người khác. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Vào cuối ngày, con cảm thấy đầy kinh ngạc và biết ơn như các tông đồ đã từng tràn đầy Thánh Thần vì Cha đã mời gọi con bất chấp những bất toàn và giới hạn của con. Lạy Cha, xin hãy dạy con nhìn bản thân mình bằng ánh mắt yêu thương như Ngài đã dành cho con. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.